thách lớn nhất đối với cậu sĩ thẩm mỹ đó chính là cái việc giúp các bạn cải thiện trẻ hóa vùng ánh mắt, mà đặc biệt đó là trong cái cổ mắt này. Các bạn có thể nghe quảng cáo ở đâu đó rằng xóa sạch thâm mắt, đánh tan quầng thâm chỉ trong 30 phút 60 phút, đừng tin vào cái điều đó các bạn nhé. Cái việc hình thành cái sắc tố ở vùng ánh mắt này nó tổng hợp của rất nhiều những cái cơ chế khác nhau. Cái việc điều trị để cải thiện nó đòi hỏi nó phải phối hợp rất nhiều các phương pháp, và nó chưa có một cái phương pháp nào là chắc chắn hữu hiệu. Việc phối hợp các phương pháp nó chỉ nhằm mục đích là cải thiện giúp các bạn. Các bác sĩ sẽ phải đánh giá xem cái tình trạng quầng bên dưới của các bạn như thế nào. Ví dụ là có thừa da không, nó có bọng mỡ hay không, nó có rãnh lệ hay không, rồi cái việc sắc tố đấy là nó mới hình thành hay là hình thành từ cái việc bẩm sinh, cái điều kiện sinh hoạt, cái lối sống của các bạn như thế nào, các bạn có chăm sóc cái vùng quanh mắt này thường xuyên hay không. Các bạn phải xác định đó là phải phối hợp từ cái điều chỉnh chế độ sống, sinh hoạt và chăm sóc tại chỗ, cũng như là kết hợp với điều trị của các bác sĩ. Tuy nhiên thì để đạt được cái hiệu quả điều trị thì cần có một quá trình lâu dài kết hợp với việc là các bạn phải chăm sóc tích cực ở nhà nữa. Nếu các bạn có những cái băn khoăn về những cái vấn đề này thì có thể là comment, bác sĩ sẽ hỗ trợ tư vấn cụ thể các bạn.